Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay đó là một ngày rất là đẹp trời và là cái ngày thứ bảy rồi. Ngày nghỉ cuối tuần cũng đã đến rồi. Chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình của mình có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV gầm cao và là cái ở cái phân khúc 7 chỗ ạ. Chiếc xe này là chiếc xe đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng từ Nhật Bản, đã đi vào lòng người Việt Nam mình thì từ rất là lâu rồi. Đó chính là chiếc xe Toyota Thần Thánh đấy ạ, Toyota Fortuner. Đây là chiếc xe Fortuner phiên bản 2.5 máy dầu ạ, và là hộp số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2012 nhưng đã là model của 2013 rồi ạ, model mới rồi đấy ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Fortuner 2012 này ạ, form của 2013 đấy ạ. Quý vị và các bạn xem thì quý vị và các bạn cũng đã biết được đây chính là một cái xe form mới, form 2013 đấy ạ. Chiếc xe được sở hữu là màu đen, vừa to cao lại còn đen nữa đấy ạ, nhưng không hôi. To cao đen nhưng không hôi và còn rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe sản xuất năm 2012, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được 14 vạn km rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Sở hữu cái khung gầm cao, thân vỏ chắc chắn cho nên là chiếc xe này về cái phần gầm của nó thì còn rất là đẹp, và đi thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Chiếc xe này là nó rất là đa dụng vì là chở được 7 chỗ ngồi, rất thích hợp cho những xe gia đình có đông người hoặc là công ty, hoặc là có thể quý vị các bạn mua về chạy dịch vụ thì cũng rất là hợp lý ạ. Giá thành thì cũng phải chăng và cái sử dụng của nó thì lại được nhiều, ví dụ như chở nhiều người hoặc là công ty, gia đình, rất là tốt ạ. Để nói về tính năng sử dụng hay là cái option của nó thì tôi cũng không phải nói ở đây nữa, tại vì là tôi có nói thì chắc là nhiều quý vị các bạn đang có ý định mua chiếc xe này thì cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn ngày hôm nay đó chính là giới thiệu về chiếc xe này, xem nó còn mới như thế nào, đẹp như thế nào, chất lượng ra làm sao, giá thành như thế nào, để cho quý vị và các bạn lựa chọn mua cho mình một chiếc xe ô tô cũ ạ. Tại vì mua xe ô tô cũ thì quý vị và các bạn phải nghiên cứu nhiều hơn, chủ yếu nghiên cứu về cái chất lượng, chứ còn nếu như xe mới thì chúng ta lại phải giới thiệu nhiều về option, còn xe cũ thì chúng ta chỉ cần tìm hiểu về xem nào có bị đâm đụng hay không, có tai nạn hay không, có bị ngập nước hay không, máy móc có còn nguyên bản hay không, chủ xe đi sau những năm tháng như thế thì có giữ gìn hay không. Đấy, cho nên là cái điều mà quan tâm nhất chắc hẳn tất cả những ai đi mua xe ô tô cũ thì đều quan tâm đến những cái vấn đề này. Vâng, thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu về chiếc xe Fortuner 2012 này ạ. Đây là cái phần đầu của chiếc xe, quý vị và các bạn quan sát kỹ nhá. Tất cả nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Nếu như mà đâm đụng hay tai nạn gì thì nó sẽ không còn nguyên bản được nữa và nó sẽ có dấu vết. Còn đây là tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Cụm đèn pha cũng còn rất là mới đấy ạ. Cụm đèn pha rất là mới và đã được trang bị là đèn pha bi xenon. Và chủ xe cũng đã rất cẩn thận lắp thêm cái phần ốp bảo vệ đèn này. Nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích thì có thể tháo ra. Quan trọng là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả cái phần đèn này này, ca lăng này, nó còn rất mới, còn rất là bóng bẩy đấy ạ. Chưa có dấu hiệu của sự nứt vỡ hay là làm lại, hấp hơi vào nước, tất cả nó còn rất là đẹp ạ. Bên dưới thì là cũng đã được trang bị là một cái cặp đèn gầm. Đây ạ, đèn gầm của xe đây ạ. Đủ hết đồ rồi ạ. Còn đây là cái phần sau của xe, cái cửa sau và ba đờ sốc sau đây ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Nếu như đâm đụng hay va chạm rồi thì là nó sẽ phải có dấu vết để làm. Và dấu vết làm lại thì cũng không thể che đi được đâu ạ. Đây, cụm đèn hậu đây cũng còn rất là đẹp và cũng được dán bảo vệ hết ạ. Dán bảo vệ hết cả cái đèn này rồi. Nếu như quý vị các bạn nào mà không thích thì về chúng ta có thể bóc ra thôi. Và những cái vết này là nó hơi bẩn đấy, nếu đánh thì là nó sẽ sạch sẽ lắm đấy. Chúng tôi vừa mới mua về cho nên chúng tôi chưa có thời gian đánh dọn những cái này.
Và đây chính là cái phiên bản G. Toyota Fortuner chia ra được mấy phiên bản, ví dụ như phiên bản V, bản G. Bản V thì có số tự động, số sàn. Bản G đây là số sàn và là máy dầu. Đấy. Xe cũng đã được trang bị thêm camera lùi, có cả màn hình đầu CD, đầu DVD và tích hợp camera lùi. Đây là cái phần camera lùi đấy ạ. Tất cả về cái phần logo mấy chữ còn rất là mới, rất là bóng đấy. Đây là cái phần lốp của xe, thưa với quý vị và các bạn. Lốp của xe thì còn rất là dày, cả bốn bánh, cả bốn lốp còn rất là dày. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc chạy thôi, chứ chưa phải thay, chưa phải làm cái gì cả. Tất cả còn rất là mới, rất là dày ạ. Kể cả về cái phần khung gầm đây, quý vị và các bạn. Khung gầm tất cả còn rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe này là gầm cao cho nên là rất là yên tâm ạ. Phần bậc cửa này cũng chưa có xước sát, chưa có nứt vỡ gì đâu ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái lốp trước của xe đấy. Lốp trước cũng còn rất là dày. Xe cũng đã được trang bị là la răng đúc và lốp là 265R17. Rất là đẹp, rất là khỏe. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này rồi ạ. Gương chiếu hậu cũng là gương gập điện rồi đấy. Đây chính là cái phần tổng thể về cái phần ngoại thất của chiếc xe mà chúng tôi vừa muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Tất cả còn rất mới và rất là đẹp ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì trời lại trở lên rất là nắng nóng ạ. Cho nên là tôi cũng tranh thủ quay nhanh cho quý vị và các bạn cùng xem thôi, chứ không nắng quá. Đấy, quý vị và các bạn xem ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nội thất màu kem rất là sáng, sạch sẽ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 589 triệu đồng. Chỉ việc 589 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ này ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm với chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi clip ạ. Sau đây thì tôi cũng không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa mà tôi sẽ quay trực tiếp cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, vẫn như thường lệ thì bước vào khoang nội thất tôi vẫn muốn quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn đầu tiên về cái cánh cửa bên lái này. Cánh cửa bên lái là cái cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất của chiếc xe đấy ạ. Vì ai lên xe cũng phải mở trước cái cánh cửa lái này. Tất cả keo chỉ là còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản, táp bi cửa cũng còn nguyên bản hết. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, khóa cửa này, được ốp vân gỗ rất là đẹp ạ. Rất là đẹp, sạch sẽ. Và đây chính là cái cụm điều chỉnh gương gập điện đấy ạ, gương chiếu hậu gập điện đấy ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đây ạ. Nội thất cũng đã được trang bị lên là ghế da rồi. Ghế da màu kem, rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp xe đấy ạ. Vì chiếc xe chạy có 14 vạn km thôi, cho nên là còn tương đối là đẹp đấy ạ. Trần sạch sẽ, ghế cũng rất là đẹp. Phần nhựa cũng còn rất là đẹp, rất là mới. Đây là cái cánh cửa phía sau bên lái. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này chưa bị đâm đụng tai nạn gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa cũng còn sạch sẽ. Phần ghế sau này cũng còn rất là mới ạ. Trần sạch sẽ luôn. Ghế màu kem rất là đẹp ạ.
Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 14 vạn km rồi. Và chủ xe thì rất là giữ gìn, cho nên chiếc xe nó mới còn được đẹp và đều như thế này đấy ạ. Cái phần ghế sau này thì gần như là chưa có người ngồi đâu. Đấy, rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái phần cửa cốp sau. Đây là cánh cửa cốp sau đây ạ. Tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Cái phần sau này chúng ta phải xem kỹ hơn, vì là nó hay bị đâm đầu đâm đuôi. Đấy, đây là cái ốc bản lề cửa sau đây ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản, ốc còn nguyên bản. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm va từ phía sau. Chưa bị đâm va gì cho nên nó mới còn được nguyên bản như thế ạ. Và cái phần nội thất và phần phía sau đây, tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần nội thất ở trong xe đây ạ. Đứng ở từ phía sau này thì nhìn về cái phần nội thất nó được rõ hơn, tổng thể hơn. Tất cả là còn rất mới. Nội thất kem này phải nói là đi giữ gìn sạch sẽ thì nó mới được đẹp như thế này đấy ạ. Chứ vì cái nội thất màu kem này nó màu sáng, rất là bẩn ạ. Nhiều người đi không giữ gìn thì nó rất là bẩn. Và chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ cho nên nó rất là sạch sẽ. Còn đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi có thể cam kết với quý vị và các bạn bằng văn bản, nếu như quý vị và các bạn mua xe ở cửa hàng chúng tôi ạ, chúng tôi cam kết bằng văn bản những chiếc xe chúng tôi bán ra đều nguyên bản hết ạ, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản hết ạ. Đấy, tất cả còn rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn thấy không? Cái ghế da này còn rất là mới, phần nhựa cũng rất là mới. Nếu như ghế da mới không thì quý vị và các bạn có thể nói là chỉ làm lại ghế da thì làm lại dễ thôi quý vị và các bạn ạ. Nhưng cái phần nhựa nó còn mới như thế này đây ạ. Cái phần nhựa này thì không thể làm lại được đâu ạ, tất cả nó còn mới hết đấy. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Không mất một phân keo chỉ nào cả, gioăng cũng còn rất là đẹp, rất là mới. Táp bi còn mới chưa? Quý vị các bạn xem cái phần nhựa này thì quý vị các bạn cũng đã biết được rồi, nó còn đẹp như thế này ạ. Không có ai đi làm lại được những cái này đâu ạ, tất cả nó còn đẹp, có thể những cái phần nỉ này hoặc là những cái phần ghế da có thể làm lại được, nhưng những phần nhựa thì không làm lại được hết đâu. Nếu như những cái phần nhựa này làm thì có mà làm lại hết cả xe, vì cái phần nhựa này nó rất là đều hết cả xe luôn đấy ạ. Nội thất thì còn rất là mới, rất là sáng, sạch sẽ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng va chạm gì cả cho nên là chưa phải tháo ra. Ốc bản lề còn nguyên hết đấy. Thưa quý vị và các bạn, đây là tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại công ty Toyota Việt Nam, địa chỉ tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ạ. Và điều đặc biệt là chiếc xe đây sản xuất năm 2012. Sản xuất năm 2012 nhưng mà model là của 2013 rồi đấy ạ. Hay còn gọi nôm na, gọi tắt nó là form mới. Để xem về cái phần tablo đồng hồ nó chạy được bao nhiêu km rồi thì quý vị các bạn cùng tôi đi vào cái khoang nội thất của xe, chúng ta cùng lên xe nào để xem về cái phần đồng hồ cũng như là xe cũng đã được trang bị cái gì rồi. Đây, tôi sẽ mở khóa điện lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đồng hồ của chiếc xe này là chạy được 146.000 km rồi, tức là 14 vạn km rồi đấy. Và tất cả vô lăng cần số còn nguyên nhé, chúng tôi chưa phải làm lại bất cứ một cái gì cả, tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Sau những năm tháng sử dụng thì nó cũng có một đôi chỗ nó xước sát, nhưng mà đây là chúng tôi để nguyên đấy, còn nguyên bản hết đấy. Kể cả về cái cần số này, đây tôi quan sát cho quý vị và các bạn cùng xem. Nhiều cái chạy nhiều quá rồi mờ hết cả số rồi, phải đi làm lại, chứ cái này là còn nguyên bản hết đấy. Và xe thì cũng đã được trang bị đầu DVD. Đầu DVD này, radio đầy đủ tích hợp tất cả rồi. Cái đầu này là DVD và có cả camera lùi, tích hợp camera lùi lên đây. Đây là cái phần đĩa tôi mở cho quý vị và các bạn cùng xem. DVD, camera lùi, GPS tích hợp hết cả lên trên chiếc đầu này rồi. Đấy, tất cả là còn đầy đủ và còn rất là đẹp đấy. Cái phần tablo quý vị và các bạn xem này, được ốp vân gỗ, kết hợp với vân gỗ rất là sang trọng ạ. Và còn rất là mới, điều đặc biệt là còn rất là mới và còn nguyên bản hết đấy. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Fortuner 2012 này là một cái khối động cơ diesel
và là động cơ 2.5 lít đây ạ. Động cơ máy dầu đây ạ. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu qua về cái động cơ này. Thực ra nói là tìm hiểu, chủ yếu là tìm hiểu xem là ốc có còn nguyên bản hay không thôi ạ. Máy móc có còn nguyên bản hay không, đã làm lại chưa thôi ạ. Đây, tôi quay sát cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Rất là mới ạ. Toyota được phong là Toyota thần thánh. Máy móc thì ví như cái nồi đồng cối đá, cho nên là tất cả là nó còn đẹp ạ. Đây là cái phần turbo đây ạ. Tất cả các ốc turbo răng này còn nguyên hết ạ. Chưa có đụng chạm gì vào đây đâu ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây, từ những cái ốc, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có phải tháo ra, chưa có dấu hiệu của sự tháo ra đây ạ. Tất cả quý vị các bạn xem đây ạ. Điều này chứng tỏ chiếc xe này máy móc còn nguyên bản ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, máy móc của Toyota thì nó rất là bền. Nếu như chạy đến tầm 40 vạn thì vẫn, nếu như không ngập nước, không bị tai nạn thì chưa bao giờ phải động vào đến cái máy này cả. Chỉ trừ trường hợp là chiếc xe bị ngập nước hay là tai nạn gì nó va chạm vào cái máy này thì mới phải tháo ra để làm lại. Chứ còn riêng chiếc xe này chạy 40 vạn thì chưa vấn đề gì cả. Mà chiếc xe này mới chạy có 14 vạn km thôi. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm với chiếc xe này chạy còn rất là lâu nữa. Đấy. Và quý vị và các bạn có muốn biết là nó có bị đâm đụng hay không, tai nạn hay không, thì tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Đây là cái phần ốc cabo. Ốc cabo quý vị các bạn nhìn thấy chưa ạ? Tất cả nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản. Keo chỉ còn nguyên bản, ốc cabo còn nguyên bản. Thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Ốc tai cũng vậy, còn nguyên bản hết đấy. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, cho nên là nó chưa động vào đến cái máy này. Cho nên là cái máy này nó sẽ còn nguyên bản thôi. Tất cả còn nguyên bản thôi, chưa phải làm gì luôn. Trừ khi tai nạn hoặc ngập nước thì cái máy này mới phải động vào. Chứ còn chạy 14 vạn thì cái máy này nó chưa có một cái vấn đề gì cả. Tất cả còn khô hết ạ. Chưa có một vết dầu, loang, ố yếc gì cả. Và còn rất là mới đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm với chiếc xe Fortuner này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn nào muốn lên xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.